số thợ cánh 1.6 bản nhập Hàn coi nhé, xe thể thao hai cánh màu đỏ tô đen, giá là 335 triệu. Đấy, Chevrolet Cruiser 2011 số sàn máy 1.6 đấy ạ. Đấy, tên công nhân biển 15 Hương Sơn màu đen, giá 240 triệu. Cái này là mẫu xe Mazda 3 đời 2009 này, số tự động, máy 1.6 bản nhập đài, coi nhé, hatchback 1 đồng, màu xám lông chuột, giá 299 triệu. Lê Hoa Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Mấy hôm không lên sóng, không cho mặt lên, các bác mở Hương đi đâu rồi mà không thấy lên mặt. Thì hôm nay em Hương sẽ lên mặt trực tiếp một lúc chào để gửi lời chào tới khách hàng của em Hương ạ. Em chào anh Nguyễn Văn Lam, chào anh Nguyễn Tuấn Linh nhé. Chào 8 khách hàng đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Hương. Hôm nay thứ 6 rồi, mai ngày kia là thứ 7 cuối tuần rồi. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày nghỉ, ngày mai ngày kia sẽ là ngày nghỉ này, sẽ ở bên gia đình vui chơi thoải mái luôn. 9 khách hàng rồi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nhé. Em chào anh Cường Móm ạ. Chia sẻ cho em Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Chào anh Lê Trung Hiếu nhé. Rất là nhiều khách hàng thân yêu của em Hương, số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Anh chào anh Duy này, chào anh Hà Tùng này. Anh Hà Tùng và anh Duy mấy hôm nay ít xem like của em Hương ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? 7 khách hàng thân yêu của em. Hôm nay sẽ báo giá sớm hơn một chút, cũng như là nghỉ sớm hơn vì lắng quá. Thích mưa cơ, các bác lại lắng rồi. Chia sẻ cho em Lê Hương lên là em chào anh Nguyễn Ngọc nhé. Số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi, có mọi thông tin chi tiết gì thì cứ liên hệ cho em 0354602790. Em sẽ tư vấn cho mình. Chào anh Nguyễn Phương Đức này. 10 khách hàng rồi, mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ thôi, bận cấy lúa. Mấy hôm nay là thời tiết nó nắng anh ạ. Nếu mà là quay mặt nhiều quá tí máy nóng nó lại không like được, không cho like. 15 khách hàng rồi, em đợi 15-20 khách hàng này em sẽ đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhá. Bận cấy lúa lắm, bận lắm anh ạ. Phải đi bè bờ tắt nước rồi đi cấy. Đấy, đội lón này đi cấy cũng đi này luôn đấy các anh ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Đứng gần cái màn hình mặt nó to quá, phải đứng xa ra. Chia sẻ cho em nhá. Còn bây giờ thì em xin phép được quay sang cam sau luôn ạ. Chết rồi, lên cân rồi, khách đến xem xe rồi. Cho em xin phép tầm 30 phút em lên live stream nhá. Đến tầm này là em xin phép rồi. Chào anh trai nghèo, chào bác Nguyễn Huế này. Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay của bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Hãy cho em Hương xin những nút lượt chia sẻ mới. Ồ đấy, lại còn quay mặt lại. Cho em Hương xin những lượt chia sẻ mới được không ạ? Kết nối Zalo cho em 0354602790 để em Lê Hương tư vấn này. Em chào anh Triệu này. Nói như thật. Em chào bác trai nghèo. Ô anh ơi, gái ở quê cấy là bình thường mà anh. Cấy núa bình thường mà. Không cấy được nhiều nhưng mà cũng biết cắm cây xuống đất chứ anh. Chào anh Triệu nhá, chia sẻ cho em là anh Thanh ơi, chia sẻ cho em được không ạ? Trời ơi, lắng quá, phải mặc cái áo vào. Mấy hôm nay Facebook thì nó bị bóp tương tác. Nếu như bác nào mà bình luận về mẫu xe nào mà không được em Hương trả lời thì cũng cho em xin gửi lời xin lỗi nhá. Tại vì là Facebook nó bóp tương tác, em không nhìn thấy bình luận của mọi người. Chứ nếu như mà em nhìn thấy thì em sẽ đọc và em sẽ tư vấn cho mình ngay trực tiếp trên livestream. Còn nếu như trên Facebook mà em lúc livestream mà em vẫn không nói được cái mẫu xe mà mình đang quan tâm thì các bác cứ để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối qua Zalo 0354602790. Em sẽ tư vấn cho mình các bác này. Thật sự thời điểm hiện tại bây giờ bên em Hương là đang full xe. 180 đầu xe vẫn chưa hết đâu, sáng nay lại về thêm 8 đầu xe nữa này. Gần 200 đầu xe, nhiều đến nỗi mà em không phải để ra bên ngoài đây ạ. Và không để mất thời gian của khách hàng nhà mình nữa đâu, em sẽ lên sóng đầu tiên hai chiếc xe đẹp luôn, đỏ đẹp luôn nhá. Nhiều xe đẹp như bà chủ, em cảm ơn anh ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương trang cá nhân và hội nhóm anh Triệu nhá. Bên đây thì em có một chiếc xe La City. À, một chiếc xe Chevrolet Cờ đuôi đời 2012 số sàn biển Hà Nội, giá chào bán là 258 triệu. Động cơ trang bị 1.6. Hôm trước thì em cũng về một chiếc cờ đuôi như này, nhưng mà lên sóng 21 giờ 24 giờ là đã bán rồi. Nếu như bác đấy là bác nào hôm đấy mà trượt chiếc cầu đuôi này thì hôm nay em về thêm đây ạ. Form dáng rất là xịn sò luôn. Đèn halogen, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ.
xin nhan chân hông này, la răng lăm chấu dạng phay. Giá chào bán 258 triệu trên buổi báo giá ngày hôm nay. Bớt luôn cho mình cái nẻ là 250 triệu. Chỉ bán cái giá này trên livestream thôi. Anh Nguyễn Đức Anh ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Vương được không ạ? 258 để cho mình còn 250 triệu. Sáng nay thì em Vương cũng chốt một chiếc xe Kia Rio đời 2015 nhập Hàn số tự động, về làm dâu Gia Lộc. Quanh quanh ở đây thôi, hôm nay sáng nay là chốt hai chiếc xe đều về Gia Lộc Hải Dương luôn. Một chiếc xe thì lại về làm dâu của Thanh Miện là Innova 2011. Innova 2011 đang đi làm dâu rồi. Thì hôm nay em sẽ lại về thêm một chiếc xe Innova 2014 số tự động nhá các bác đợi em nhé. Chiều em sẽ lên sóng này. Còn bên cạnh chiếc xe Chevrolet Cruze màu đỏ 258 triệu thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning thì các bác biết rồi đấy, bên em Hương là một tá luôn. Một dàn Kia Morning với đủ màu sắc, đủ phong thủy cho mình. Kia Morning đời 2017 và em này là số sàn đời rất là cao luôn. Mà giá chào bán chỉ có 228 triệu thôi. 228 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2017 đây ạ. Em chào anh Xuân Trường, Xuân Trần, chào bác Tuấn Hùng, chào anh Long Giang. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Đẩy view, đẩy like lên để Facebook đỡ top tương tác của em các bác nhé. Kia Morning động cơ trang bị 1.2 số sàn 228 triệu. Là răng sắt nguyên bản rồi, dàn lốp mới dày dặn luôn. Giá chào bán 228 triệu, ốp hết mạ chrome đẹp chân kính rồi. Màn hình giải trí, ghế da cao cấp xịn đẹp cho em. Lốp là lốp Michelin, là lốp xịn các bác nhá. Để bên ngoài lên em mày đóng cửa rồi nên là không thể mở nội thất được. Em chào anh Phan Bắc ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ bình luận vào đây. Chào bác Mi Kiều, chào anh Phan Bắc, chào anh Xuân Trần, chia sẻ cho em Hương nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe Hyundai Elantra đời 2017, giá chào bán là 515 triệu. Nếu như Hyundai nếu như mà Hyundai Accent mà nhiều khách hàng đã yêu rồi, đã thích rồi thì Hyundai Elantra nó là một cái đẳng cấp khác luôn nha các bác nhé. Đời 2015 và chiếc xe Hyundai Elantra 2017 của em Hương ạ. Giá chào bán 515 triệu. Xin nhan trên gương, gương kính cụp chỉnh tự động, đèn bi salon có dải đèn nét rồi. Đây các bác nhìn là xe này, một dàn lốp còn mới như thế này. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng, xin nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ rồi. 515 triệu vẫn thương lượng lộc ná thêm cho mình. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa đầy đủ rồi. Đây ạ, đây là bên trong nội thất này, hơi khó mở một chút. Hơi khó mở một chút ạ. Đây nội thất bên trong đây, màn hình giải trí, tối khí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, ghế da thông hơi thoáng khí. Và em này cũng có luôn cả sấy sưởi ghế cho em nhé. Có luôn cả sấy sưởi ghế ạ. Chào anh Nguyễn Tâm, chào anh Nguyễn Minh Quang, chào bác Giang Hân. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Còn bên ngoài đây thì em có một dàn i10 và Morning nữa đây. Toàn xe hộ cận nghèo thôi. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2012. Động cơ trang bị là 1.6 số sàn. Em đang sẵn 3 chiếc Cruze nhá, đen, đỏ và trắng. Nếu như bác nào thích bản sedan hai đầu, yêu thích dòng Chevrolet Cruze thì em có màu trắng đây. Màu trắng này cũng là 258 triệu đời 2012. Máy số ngon cực kỳ luôn các bác nhé. Xịn sò luôn, chiếc nào cũng đẹp và đều cam kết cho mình là không đâm xô và không ngập nước. Em chào anh Trung ạ. Bên đây thì em còn có i10 này. i10 đời 2016 bản nhập khẩu, bản C, bản này bản hatchback nhé. Bản hatchback bản đủ này. Giá chào bán là 268 triệu nhập khẩu, động cơ trang bị là 1.0. Có i10 đây ạ, 268 triệu. Chào anh Nguyễn Trọng Hùng, chào anh Trung ạ, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Văn Khương nhé. i10 2016 nhập khẩu, em Hương đang bán là 268 triệu, động cơ trang bị 1.0 nhé các bác nhé. Còn bên đây thì còn có Kia Morning mới về này. Kia Morning số tự động biển Hải Phòng. Chào bác Thơm Lê nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình, cũng như là bình luận ở phía dưới bài livestream của em đây ạ. Kia Morning đời 2010 bản nhập khẩu, số tự động lên đèn bi salon rồi. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em, giá chào bán chỉ có 230 triệu thôi. 230 triệu cho chiếc xe Kia Morning của em Hương đây. Biển 15 Hải Phòng. Bản nhập khẩu, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế đầy đủ, la răng hoa mai dạng mới dạ.
230 triệu vẫn còn thương lượng lộc lá thêm cho mình nhé. Bên đây thì còn có Y10 đây, Y10 biển 88 với lớp sơn màu xanh màu trắng rất là đẹp. Y10 đời 2017 bản nhập ấn số tự động em Hương đang bán là 365 triệu. Động cơ trang bị 1.2, đây là bản đủ và là số tự động các bác nhé, không phải là số sàn đâu. Em chào anh Đinh Hiếu này, chào anh Trần Giang. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay Facebook lại bóp bóp tương tác của em Hương rồi nên là không nhìn thấy nhiều khách hàng thân yêu của em như mọi hôm nữa. Mọi hôm phải 200-300 khách hàng cơ, hôm nay các bác lại bị bóp rồi. Bên đây thì còn có Kia Morning này, đằng sau cái màu trắng đắt hàng nhất vẫn là màu trắng, thì là một chiếc màu lâu như thế này. Đây gọi là màu lâu lông chuột đây các bác này. Kia Morning này ạ. Chào cô chủ, cảm ơn anh Trần Giang nhé, chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Cho em những lượt chia sẻ mới, những lượt thích mới cũng như thả tim, thả like cho em nhé. Kia Morning như em này là bản SI nhé. Bản SI đời 2015, đăng ký lăn bánh là 2016 mà giá chào bán chỉ có 255 triệu thôi. Gương kính thì cụp chỉnh tự động, lên đèn bi salon rồi. Đèn gầm cũng là đèn bi, form dáng rất là đẹp, la răng, này, la răng các bác nhìn này, như một quả bóng đá luôn. Lắng quá em ơi. Cảm ơn bác Thơm Lê chia sẻ cho em nhé, lắng mưa em vẫn đều like cho mình. Nên là các bác chia sẻ cho em Hương nào. Kia Morning bản SI đời 2015, đăng ký 2016, em Hương đang bán là 255 triệu. Em chào anh Ngô Đức Tuệ này. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Kia, em có Ford EcoSport nhé. Ford EcoSport đời 2016 em Hương đang bán với giá là 425 triệu, biển Hà Nội 8, túi khí an toàn. Em này là bản Titanium cao cấp nhất, cửa lóc đầy đủ, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa nhá, và nhiều túi khí an toàn, 425 triệu. Em chào anh Quyên Hoàng, chia sẻ nhiệt tình cho em đây nào. Các bác ơi, bình luận vào đây cho em nào. Và chia sẻ cho em, quan tâm mẫu xe nào cứ để lại số điện thoại cho em. Em chào anh Ngô Đức Tuệ nhá. Chia sẻ cho em để khách hàng không có thể nhìn thấy bài của em nhá. Không là lọc bóp tương tác là không thể nhìn thấy bài của em đâu ạ. Trong một dàn Y10 hatchback thì em còn có một chiếc xe Y10 bản sedan. Y10 bản sedan đời 2016 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.2. Em này cũng là số sàn đây. Nếu như mà các bác chê Y10 hatchback ngắn quá thì có thể đi Y10 sedan nhá. Vì cái tầm tiền của nó cũng chỉ là 255 triệu thôi. Đời 2016 nhập khẩu, số sàn, động cơ 1.2 đây. Ốp hết mạ chrome cao cấp ở phần đèn pha này. Tay lắm cửa này, lẹp chân kính này. Và có luôn cả vì chắn mưa nhá. Bên trong thì có màn hình giải trí rồi. Củ số phanh tay không hề bị mòn bóng đâu. Ghế da vải nguyên bản này. La răng cũng nguyên bản luôn. Chào cô chủ, em cảm ơn anh Ngô Đức Tuệ nhá. Chào anh Đặng Lẹp. Chào bác Quyên Hoàng. Đừng quên những lời chia sẻ mới cho em Hương ạ. 255 triệu đời 2016 bản nhập khẩu đây ạ. Còn nhiều xe đẹp lắm nào. Rất là nhiều xe luôn. Ở đây bác nào quan tâm về bán tải không? Em có chiếc bán tải Nissan Navara đời 2014, đăng ký lăn bánh là 2015. Bán tải mà dưới 400 triệu, máy dầu 2 cầu, số tự động đẹp, biển Hà Nội. Về Hà Nội không mất đến 20 triệu tiền phí đổi vùng sang ấy đâu. Nếu như sang tên mà phải đổi vùng đâu ạ. Đây nhá, Nissan Navara đời 2015 đăng ký đời 2014 đăng ký 2015. Em Hương đang bán là 398 triệu một cầu, hai cầu. Em xin lỗi nhá, hai cầu số tự động, máy dầu, tức là chỉ cần có dưới 400 triệu thôi là có bán tải hai cầu, máy dầu số tự động đẹp rồi. Có cho em là đây các bác nhìn này, đây là cam 360, có màn hình và đầy đủ cho em rồi. Nissan Navara bán tải đây, thùng thấp các bác nhá. Em chào bác Nguyễn Tú này, chào bác Quang Hải, chào bác Đặng Đinh Đình Thúy này, chào anh Hoàng Văn Hậu nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chia sẻ thì mới có thể thấy bài của em Hương. Bóp tương tác quá là nhiều luôn. Vừa rồi thì em Hương đã đi ở bên ngoài nhá, bây giờ em sẽ bắt vào bên trong. Bên trong mới là phần chính, nhiều xe lắm ạ. Hơn 188 đầu xe luôn. Nếu như phân khúc 200 triệu thì các bác có thể tham khảo cho em này. Một chiếc xe CDX nhập khẩu đời 2009, động cơ trang bị 1.6 nhá. Cửa lóc đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Khách đang xem cửa đôi đỏ rồi các bác ạ. CDX đời 2009 em Hương đang bán là 238 triệu. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ hết rồi. Phanh ABS, la răng 5 chấu dạng phay, xi nhan chân hông, nước sơn màu xanh đẹp nhá. CDX này em mới về thôi, chứ đợt vừa rồi CDX cháy hàng luôn. Em chào anh Minh Thản nè, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Nguyễn Thọ, chia sẻ cho em Hương được không ạ?
Sơ Bắc của em Hương đây, bác nào vừa dắm lên Zalo cho em đọc được thôi nhưng em đang bận livestream chưa thể trả lời được. Chiếc Sơ Bắc Van này của em Hương là đời 2010 và em Hương đang bán là 85 triệu cho chiếc Sơ Bắc Van này. 85 triệu cho chiếc Sơ Bắc Van đây ạ. Bên đây thì còn có Na City EX, em này bản sedan 2 đầu biển Hà Nội, một chủ tư nhân sử dụng mà giá cũng chỉ có 150 triệu thôi nhá. 150 triệu. Em chào anh Hoàng Đình Thuyên, chào anh Trần Minh Hiển này, chào anh Minh Thản nào. Chia sẻ lên 100 khách hàng ngày hôm nay cho em đi ạ, bóp tương tác quá rồi. Bên đây thì em còn có Kia Morning, nhưng mà Morning Van các bác nhé. Morning Van đời 2009 em Hương đang bán là 113 triệu. 113 triệu cho chiếc xe Kia Morning Van, số sàn động cơ trang bị 1.2, nước sơn màu trắng đẹp, màn hình giải trí cam lùi đầy đủ rồi, cam hành trình cũng có luôn nhé. Chiếc Sơ Bắc mà vừa bác nào hỏi em đây, 29A này, Sơ Bắc số tự động đăng ký 5 chỗ ngồi, đời 2015, em Hương đang bán là 235 triệu. Số tự động đẹp đời 2015, động cơ trang bị 1.0. Lên cả xi nhan trên gương rồi, lốp láp dày dặn, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. 235 triệu cho chiếc Sơ Bắc siêu nhân của em Hương. Em chào anh Tuấn Liên, chào anh Nguyễn Đình An. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Kia Morning thì em có số tự động đời 2009, đăng ký 2010, động cơ trang bị 1.0 bản nhập khẩu nhé. Số tự động giá rẻ gốc Hà Nội, giá chỉ có 168 triệu thôi. Thay một chiếc xe máy cho em. Nếu như thời tiết nắng như ở Hải Dương như thế này mà trưa các bác đi làm về hay đầu giờ chiều các bác đi làm mà đi xe máy tùm rúm rất là khổ luôn, thì thay vì một chiếc xe ga thì không sao không thử một chiếc xe ô tô ạ. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ như một chiếc xe A-Blade thôi các bác ạ. 168 triệu cho chiếc xe Kia Morning số tự động đẹp của em. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Morning như em này, số sàn màu đây ạ, màu vàng nhìn rất là chói mắt luôn, nổi bật luôn đúng không ạ. Đời 2016 Kia Morning động cơ trang bị 1.25 số sàn, em Hương đang bán là 215 triệu, còn thương lượng lộc ná thêm. Em chào bác Hằng Nguyễn, chào anh Hùng Nguyễn, chào bác Giang Vũ nhá. Lắng quá, lắng quá, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng rồi. Em chào anh Vũ Hữu Thanh này. Bên đây thì em còn có i10 nhập khẩu đời 2015, động cơ trang bị 1.0, giá chào bán chỉ có 215 triệu thôi. Máy zin, sơn zin đẹp xịn sò luôn mà giá chỉ có hơn 200 thôi. 215 triệu đấy ạ. Bên đây thì em có chiếc xe Na City SE. La City SE bản nhập khẩu 1.6 đời 2009, giá cũng chỉ có 218 triệu các bác nhé. 218 triệu cho chiếc xe La City SE của em Hương ạ. Em chào anh Văn Đương, chào anh Vàng Lỡ ạ. Chào anh Vàng Lỡ ạ, đúng ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rồi ôi, em chào anh thành phố Hải Phòng nhá. Không biết là anh có nhận được thông báo rằng em Hương sẽ livestream không mà lâu lắm rồi không gặp anh nào. Bên đây thì em còn có Innova này. Innova đời 2008, động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, giá chào bán chỉ có 199 triệu thôi. Innova 2008 đây, 199 triệu, xi nhan trên gương đầy đủ cho em. Còn ở đây thì em còn có Vios này. Vios đời 2011 bản limo nhá. Giá chào bán là 210 triệu đồng. Lắng quá em ơi, thật sự rất là lắng luôn anh ạ. Em phải vào chỗ dâm rồi. Người có thể chịu được lắng được vất vả, nhưng điện thoại không thể chịu được lắng nhá. Đây là các bác thương em Hương ạ. Anh Đình Trung ơi, chia sẻ cho em đây Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Ở đây thì em có chiếc xe Range Rover này. Range Rover các bác ạ, đây hay còn gọi là một chiếc xe khủng long bạo chúa nhé. Range Rover khởi nghiệp thành công cho mình nếu như đi chiếc xe này của em Hương đây ạ. Anh bận quá, chỉ cần khi nào anh nhớ đến em Lê Hương mà vào xem được like của em cảm ơn rất là nhiều rồi. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Một siêu phẩm Range Rover, đây là một chiếc xe siêu phẩm các bác ạ. Range Rover đời 2008, số tự động đến từ Anh Quốc nhá. Em này là bản nhập từ Anh này. Cửa lóc đầy đủ này, một chiếc xe nó hội tụ tất cả công nghệ vào đây. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng, ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện. Đây các bác này, ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện này, chỉnh các hướng cho em. Đấy, các bác thấy không ạ, có một chiếc xe nó quá là xịn sò luôn. Anh Trần Trọng Lích ơi, chia sẻ cho em Hương nào. Không chỉ sở hữu điều hòa auto, túi khí an toàn quanh xe, mà em này còn có chế độ lâng hạ gầm. Lâng hạ gầm, các bác từng nghe thấy dòng xe nào có dòng xe có chế độ lâng hạ gầm chưa ạ? Đây nhá, đây là mang cá mập của em nó này.
trên xe sẽ có một cái nút ấn khi mà đi vào cung đường nào đấy. Khi mà đi vào cung đường nào đấy nó sẽ lâng hạ gầm lên cho mình để tránh vào đường xấu này. Có thể hạ được cả gầm xuống nhá. Giá chào bán của em Range Rover này là 699 triệu máy zin, máy turbo nhá. Innova 2008 bản G hay bản G vậy? Đây đúng không anh? Chiếc xe Innova đây ạ, màu bạc của em Hương đây. Em này là bản E anh nhá. Em này là bản E anh ạ. 199 triệu cho chiếc xe Innova của em Hương. Em này là bản E rồi. Chào anh Nguyễn Nga này. Chào bác Nguyễn Nga nhá, chia sẻ cho em đây Hương lên nào. Chào anh Trung Siun nào. Oppa Trung Siun chia sẻ cho em Hương nhá. Bên đây, bên cạnh chiếc xe Range Rover đây, 200 triệu có mua được i12 đầu không? Bản thiếu đời bao nhiêu? Nói chung là 200 triệu sẽ mua được i12 đầu nhưng đời nó thấp hơn, đời nó sẽ sâu. Nhưng mà hiện tại bên em còn có một chiếc xe i12 đầu bản sedan đời 2016, và giá chào bán thì cũng chỉ có 255 triệu thôi. Anh cố lên một chút, anh Văn Đương nhá, cố lên một chút thì mình mua đời cao hơn một chút thì mình đi an tâm, để đỡ phải thay xe anh ạ. Em cảm ơn anh Trung Siun ạ, chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Em chào anh Phi Trường này, chào bác Gia Hân. Em có i10 bản sedan là 255 triệu đời 2016, màu trắng đẹp nhá. Bên cạnh chiếc Range Rover này thì em còn có một chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu số tự động biển Hà Nội đây, màu bạc các bác này. Xin nhan trên gương đây. À, gương kính cụp chỉnh điện, xin nhan trên gương. Giá chào bán 2008 anh ạ. 450 triệu cho chiếc xe Fortuner của em Hương, đời 2013, hai cầu máy xăng, à một cầu máy xăng nhá. Quay anh xem con Innova nào. Nếu như mà anh quan tâm về Innova đời 2008 của em Hương thì em sẽ quay lại cho anh nhá. Em còn có một chiếc xe Innova màu vàng ghi, hay còn gọi là màu vàng cát đấy ạ, đời 2007, máy số zin, bản e xịn, tư nhân một chủ. Đợi một chút em sẽ quay nhá, của em sẽ quay cho anh chiếc này trước này. Đây nhá, mạng kém thế à, em thấy bình thường mà anh Đình Trung nhỉ. Các bác xem là em mạng có ok không ạ, chứ em thấy bình thường mà hay là máy lại nóng rồi. Em chào anh Phan Chí Linh, chào anh Minh Đức, chào bác Xuân Cường nhá. Innova đời 2008, động cơ trang bị 2.0, biển 38 này, 199 triệu. Nói chung em này thì là nếu mà để nói về đẹp thì nó ở mức độ vừa thôi. Nên là nếu như các bác nào có muốn một chiếc xe đời 2007 xuất sắc thì đợi em sẽ lên cho mình một chiếc 2007 xuất sắc. Và còn có một chiếc xe Innova 2014 này. 2014 thì em sẽ cho mình xem một chiếc xe 2007 nhá. 240 triệu Innova đẹp luôn. Em cảm ơn anh Minh Đức ạ. Em có Kia Cerato nhưng mà là số tự động màu trắng anh nhá. Số tự động. Chứ còn số sàn thì em không có ạ. Dòng đấy thì em hay làm số tự động hơn. Chia sẻ cho em lên 100 khách hàng đi ạ. Cảm ơn bác Xuân Cường đẩy mạnh cho em lên 100 khách hàng ngày hôm nay đi ạ. Đấy, nói một tí mà em đã khát nước rồi. Mà nay thư ký bạn không ra tiếp nước rồi. Hôm nay khả năng là chết khát thật rồi. Anh đi ra. Range Rover đây các bác ạ. Đây, chiếc xe mà em Hương rất là ưng ý này, đi chiếc xe này cảm giác nó oai hơn mấy phần. Các bác nhìn này, Range Rover khi mà lổ máy lên nhá, hai bên làn này đều là đèn led này, nó nhìn rất là đẹp luôn. Đèn led đây, đèn gầm đầy đủ, cảm biến đầy đủ, gốc Sài Gòn, chuẩn Sài Gòn xịn luôn nhá. Em chào anh Hoàng Đỗ, anh Hoàng Đỗ ơi, em chỉ còn Innova, à, em chỉ còn Cerato số tự động thôi anh ạ. Số sàn thì em tạm hết rồi ạ. Em chào anh Thái Nguyên này. Số sàn thì bên đây em có Hyundai Accent nhá. Accent đời 2019 với nước sơn màu lâu cà phê rất là đẹp luôn. Nếu như bác nào không thích trắng này hoặc không thích đỏ này, trắng thì sợ bẩn mà đỏ thì hơi ngoang ngoắt, thì em có chiếc xe Accent màu lâu đây. Màu lâu đời 2019, số sàn lên đèn bi, giải đèn nét xi nhan trên gương. Giá chào bán là 428 triệu. 428 triệu cho chiếc xe Accent của em Hương đây ạ. Em chào anh người vận chuyển, nếu mà nói về anh người vận chuyển thì chắc một tháng này hay hai tháng này chưa gặp anh rồi. Anh ơi chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân ạ. Chào bác Lê Vân Anh nhé. Đây là nội thất bên trong của chiếc xe Hyundai Accent đời 2019 này. Trần da 5D, ghế và táp ly cùng đồng nhất với bên ngoài màu sơn luôn.
tổ hợp phím bấm nghe gọi với dòng cao cấp sẽ có khẩu lệnh trên vô lăng, túi khí an toàn đầy đủ rồi. Và em này cũng có luôn đề lổ thông minh nhá. Giá chào bán là 428 triệu. Gương kính auto tự động còn thương lượng thêm cho mình. 50 khách hàng, một khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ thôi. Là mỗi bác cho em xin một lượt chia sẻ lên 100 khách hàng ngày hôm nay đi ạ. Mấy hôm trước thì còn lên được 200-300 khách hàng nhưng hôm nay là bị bóp rồi. Em chào anh Thành Tâm ạ. Anh Thành Tâm ơi, chia sẻ cho em đây Hương lên nhá. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại bình luận phía dưới cho em. Ở đây thì em có một chiếc xe Y10 số tự động. Y10 số tự động đời 2015 bản nhập Ấn này, biển 34 nhá, form dáng cực kỳ cứng cáp luôn, nước sơn màu bạc đẹp. Lên đèn bi rồi, xin nhan trên gương. Giá chào bán là 320 triệu cho chiếc xe Y10 đời 2015 của em Hương ạ. Nếu như mà nói về Vios nhá, thì bên em Vios nó là một trong những cái dòng xe đứng đầu về doanh thu. Vios và Innova và Accent, Kia Morning hoặc là Y10 là một trong những top 5 dòng xe đứng đầu doanh thu các bác nhìn này. Vios màu vàng cát về bán luôn trong vòng 24 giờ. Vios màu đen đẹp này, đời 2018, form 2019, biển 3.0 này. Lên sóng đúng 10 phút là bán luôn. Eco 5 chỗ ngồi gầm cao cũng vậy. Cô ơi, con xin hôm nước. Mày qua cô tiếp nước cho em rồi. Em chào anh Thông Đào này, chào anh Nguyễn Văn Điểm nào. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân mọi nhóm giúp em nào. Nếu như bác nào mà tiếc hai chiếc Vios vào rồi thì đợi em một phút nữa thôi. Em còn có một chiếc xe Vios mới về 2016 bản E xịn màu đen luôn. Kia Sedato số sàn thì em Hương không còn, nhưng mà số tự động thì em Hương dẫn một chiếc. Đời 2017, form dáng thể thao cực đẹp luôn. Bản sedan 2 đầu. Xin nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ, bản lắp ráp trong nước. Kia Sedato đây. Nếu như mà được lựa chọn em sẽ yêu những anh nào đi xe Kia Sedato. Vì form dáng quá là đẹp luôn. Biển Hà Nội, cảm biến đầy đủ, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em. Và giá chào bán là 479 triệu cho chiếc xe Kia Sedato của em Hương nhá. Động cơ chỉ có 1.6 thôi. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng đầy đủ này, ga tay tự động này có hết rồi. Tổ hợp phím bấm màn hình nghe gọi có hết luôn các bác nhá. Chia sẻ cho em lên nào. Em chào anh Khương Trường, chào anh Đào Vũ nào, chào anh Nguyễn Văn Điểm, chào anh Hoàng Tử Bonsai. Các anh ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Để tránh tình trạng bị bóp tương tác không nhìn thấy khách hàng nhà mình ạ. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Ford Mondeo. Ford Mondeo đời 2005, xe chuẩn form dáng cán bộ. Lên đèn bi salon, phanh ABS. Mặc dù đời 2005 nhưng các bác thử trải nghiệm mà xem. Cảm giác những cái bậc hậu bối phía sau nhiều dòng xe còn không thể theo được các bậc tiền bối ở đây đâu ạ. 185 triệu, động cơ trang bị 2.5, số tự động đẹp. Form dáng đẹp gần như xe mẹt và có cửa lóc đầy đủ luôn nha bác nhé. Vios 2015 bản E đúng không anh? Đổi các Sedato bao nhiêu? Nói chung là đổi các cũng không đáng bao nhiêu đâu anh ạ. Đổi các cũng không đáng bao nhiêu đâu. Anh Minh Đức để lại số điện thoại cho em, gửi cho em hình ảnh và video chi tiết về chiếc xe của anh. Thì em có thể bấm cho mình một cái giá chuẩn nhé. Thì em sẽ bấm cho mình một cái giá chuẩn đây ạ. Số sàn là anh em biết rồi ạ. Anh kết nối Zalo cho em anh Đức ơi. Kết nối Zalo cho em 0354602790 hoặc để số điện thoại của mình vào cái bài viết ngày hôm nay của em. Thì em xuống livestream thì em sẽ làm việc cùng với mình nhé. Vì Vios và đời 2015 với Sedato 2017 nó chênh nhau không đáng bao nhiêu đâu ạ. Rất là dễ để mà trao đổi nhé. Mạng kém quá à. Anh Minh Đức ơi, mạng kém mà anh. Em chào anh Nghĩa Phan nha. Đây em đang đứng một chỗ đây này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Vios tư nhân sử dụng biển 34 đến từ Hải Dương nhá. Máy số zin một chủ sử dụng đời 2016. Em Hương đang bán chiếc xe Vios màu đen này với giá là 365 triệu máy zin. Xe đẹp, không taxi, không đâm đụng, lên đèn bi salon đầy đủ rồi. Còn thương lượng lộc ná thêm cho mình. Anh Minh Đức để lại số điện thoại cho em ạ. Em sẽ kết nối Zalo để của mình có thể trao đổi xe anh nhé. Vios bản E một chủ sử dụng đây ạ. Giá chào bán là 365 triệu. Vẫn còn thương lượng lộc ná thêm cho mình. Em
chào anh Hùng Cao nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i30. i30 bản Crown cao cấp full kịch đời 2009, động cơ trang bị 1.6, bản nhập khẩu số tự động. Em Hương đang bán là 308 triệu. Lẻ 8 triệu các bác nhé. Nghe cái từ lẻ là hơi không thích rồi. 300 triệu tròn cho chiếc xe i30 bản Crown cao cấp full kịch, màn hình giải trí to đùng vật vã luôn. Sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế, số tự động đẹp. 308 còn 300 triệu chốt trực tiếp trên livestream cho em. Kết nối Zalo để em được tư vấn này. Đèn bi salon, ghế da zin, máy số zin, nhập Hàn xịn sò. Các bác này nhìn xe này, còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng luôn. i30 Crown cao cấp đây ạ. Đó, sách này. Còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng luôn nhá. Máy số thì cực ngon luôn ạ. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi, la răng 5 chấu đẹp. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Hùng Cao. Hùng Cao ơi, chia sẻ cho em Hương nhé. Ở đây thì em còn có Vios ở đây. Vios này thì đời sâu hơn một chút, máy số rất là ngon mà giá rẻ này. Vios đời 2009, động cơ trang bị 1.5, biển 37. Em Hương đang bán chiếc Vios này là 185 triệu, đời 2009, màu đen đẹp nhá. Bản sedan 2 đầu, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Bên cạnh chiếc xe Vios thì em còn có một chiếc xe Accent. Accent bản Blue đời 2015, động cơ trang bị 1.4 với lớp sơn màu trắng đẹp nhá. Bản Blue sẽ có cửa lóc đầy đủ cho em. Đèn bi salon này, giải đèn nét này. Màu đen có và em có luôn cả màu đỏ nhá. Nếu các bác nào thích màu trắng cho nó, đây là màu trắng ạ. Màu trắng cho nó chìm chặn hoặc nó sang trọng. Nếu như màu đỏ thì nó lại trông khỏe mạnh, mạnh mẽ hơn nhá. Chiếc màu trắng này là 379 triệu. 375 đi. 375 triệu đời 2015, số tự động này. Ghế da cao cấp xịn sò, màn hình giải trí đầy đủ rồi, túi khí an toàn, cửa lóc luôn các bác nhé. Accent màu trắng bản sedan đẹp như thế này cơ mà. Bản Blue cao cấp, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Phanh ABS đầy đủ cho em ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên khách hàng thân yêu của em Hương ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning giá rẻ đây. Bác nào mà hỏi em về Kia Morning giá rẻ thì em có chiếc này đời 2011 đây. Morning giá rẻ 2011, giá chào bán chỉ có 128 triệu thôi. 128 triệu cho chiếc xe Kia Morning giá rẻ số sàn nhá. Form dáng nhỏ gọn, số máy ngon, nội thất sạch sẽ rồi. Còn i30 bản Crown cao cấp full kịch thì em còn có cả đời 2008 này. Bản này em Hương đang bán là 275 triệu nhá. Đèn bi salon đầy đủ rồi. Khách hàng quan tâm thì để lại số điện thoại cho em Hương. Kết nối Zalo 0354602790 ạ. Hiện tại em đang livestream nhưng mà thấy rất là nhiều khách hàng gửi lời mời kết bạn qua Zalo. Những bác nào mà đang xem từ live mà nhảy sang Zalo để bình luận thì có thể cho em xin tầm 20 phút nữa nhé. 20 phút nữa thì em sẽ xuống live, em sẽ kết nối Zalo và tư vấn cho mình. Số tự động giá rẻ đây, nhập Hàn nguyên chiếc đời 2008 và giá chào bán chỉ có 275 triệu thôi. Sấy sưởi kính, màn hình giải trí, đèn bi salon, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Em chào anh Đỗ Văn Hưng này, chào anh Nhẫn này, chào một bác đến từ Trung Quốc không biết đọc tên. Chào bác Trần Duẩn ạ, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Bên đây thì còn có một em i10 đến từ biển miền Trung rồi. i10 biển 75, đời 2013, nhập khẩu số sàn. Động cơ trang bị 1.1 và giá chỉ có 168 triệu. Em này sẽ là em út tận bây giờ của em Hương, là em út về giá này. Em út về giá chiếc xe i10 này. Đời 2013 mà giá chỉ có 168 triệu thôi. Kia Morning thì em còn có đây nhá. Kia Morning số tự động biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ mới nhá. Form dáng xịn sò luôn. Kia Morning bản SNX đời 2004, đăng ký 2007. Giá chào bán là 158 triệu. Nhập khẩu Morning số tự động, thay một chiếc xe máy đi gia đình, đi chơi quá là ok luôn. Bên đây thì còn có một siêu phẩm đây. Siêu phẩm này là mang tên Mazda 3. Mazda 3 phanh tay điện tử và có hai chế độ lái đời 2017. Số tự động đẹp, động cơ trang bị là 1.5. Lên đèn bi salon hết rồi, form dáng mới này. Form dáng 2017 của Mazda 3 thì logo đã tách rời rồi, không ăn trên lắp cabo nữa rồi các bác nhé. Đèn bi salon đầy đủ, phanh ABS chống bó cứng và em này là có phanh tay điện tử rồi. Hai chế độ lái, 555 triệu cho chiếc xe Mazda 3. Nhìn bên trong như này, nếu như không nhìn logo em gần như là nhầm với dòng mẹt. Thiết kế quá là sang chảnh luôn, quá là xịn luôn. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, màn hình giải trí, đề lộ thông minh.
tổ hợp phím bấm nghe gọi và có luôn cả khẩu lệnh rồi các bác nhé. Bên đây thì em Hương còn có này, một chiếc xe Cerato Coupe. Đã là Coupe thì sẽ là hai cánh cửa thể thao, hai cánh cửa nhé. Một siêu phẩm Kia Cerato Coupe đời 2009 bản nhập khẩu số tự động, 335 triệu, hai cánh cửa 4 chỗ ngồi ạ. Dạ ok anh Đình Trung ơi, em sẽ tư vấn cho anh về Innova nhé. Innova 207, 208, hai chiếc đấy nó xem nhau mà em sẽ gửi cho anh trước là ưng ý nhất này. Cảm ơn anh lại đại số điện thoại cho em nhé. Bác nào mà muốn xem xe nào hoặc muốn xem video chi tiết của xe nào thì hãy để số điện thoại như anh Đình Trung nhé. Kết nối Zalo cho em sẽ gửi lại số điện thoại cho em rồi em sẽ tư vấn cho mình trên Zalo bằng cách gửi hình ảnh và video chi tiết này. Trên livestream thì em chỉ báo qua được một chút về ngoại thất và nội thất thôi, nhưng kết nối Zalo thì em có thể gửi cho mình hình ảnh này, video chi tiết về tất cả những mẫu xe mà mình đang quan tâm tại BMW Hương Ô tô Hải Dương ạ. Kia Cerato đời 2017 em có anh Hoàng Đỗ nhé. Em có đời 2017 Cerato màu trắng đẹp luôn. Giá chào bán là 479 triệu đời 2017 nhưng em là số tự động anh Hoàng Đỗ ạ. Số tự động đẹp cho chiếc xe Kia Cerato của em Hương. Chia sẻ nhiệt tình lên khách hàng thân yêu của em Hương ơi ạ. Chia sẻ cho em Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em. Kia Cerato gốc Hà Nội, cam kết không đâm xô và không ngập nước đây. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, nước sơn màu trắng đẹp đây. La răng thể thao hoa mai dạng mới, phanh ABS, xin nhan trên gương cửa lóc đầy đủ nhé. Kia Cerato đây ạ, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, xịn sò từ cái gương lồi luôn các bác này. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, điều hòa auto tự động này, màn hình giải trí này, ga tay tự động này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, ghế da thông hơi thoáng khí nhá. Ghế lái chỉnh điện cho em. Ghế lái chỉnh điện. Cerato 479 triệu thôi ạ. Kết nối Zalo cho em, còn nếu như cọc trên livestream bớt luôn 10 triệu đồng cộng bao rút hồ sơ. Dành cho những bác nào mà chốt trên livestream đến xem xe mà không như em là cam kết, không như em tả, không như em nói, em sẽ hoàn cọc cho mình 100% ạ. Con chào cậu Thiết Đồng nhá, cậu ơi chia sẻ cho con lên trang cá nhân hội nhóm nhá. Khách hàng thân yêu của em Hương ơi, chia sẻ cho em nào. Facebook bóc tương tác quá như thế là làm khách hàng và người bán lại xa nhau rồi. Bên đây thì em còn có một chiếc xe hạng sang này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Camry nhé. Camry một chủ sử dụng biển 37 này, form dáng hạng sang luôn. Toyota Vios là dòng lồi đồng cối đá này. Em còn có dòng Camry này, hạng sang hơn này và còn có cả Corona Antis này. Chiếc này là chiếc Camry đời 2009 số tự động. Em Hương đang bán là 415 triệu, đèn bi salon một chủ sử dụng biển 4 số nhé. Đèn gầm đầy đủ, đèn bi xin nhan trên không, xin nhan trên gương ạ. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho mình. Em đang bán chiếc xe này là 415 triệu ạ. Một dòng xe hạng sang, từ cái thảm lông cừu cũng sẽ có logo của Camry. Kệ bước chân lên xuống, tất cả các cái tích cơ thông số đều có logo hết. Xe xịn sò nó phải khác ngay đúng không ạ? 415 triệu số tự động cho chiếc Camry của em Hương. Em chào anh Hoàng Long, Hoàng Gia Long, rồi tên quá là hay luôn. Chevrolet Cruze thì em đã lên màu đỏ và màu trắng rồi. Ở đây Cruze em còn một chiếc màu đen này, biển 34 Hải Dương tư nhân sử dụng, đèn bi salon giải đèn nét đầy đủ rồi. Cruze đời 2012, động cơ trang bị 1.6. Em Hương đang bán là 258 triệu. Nên la răng các bác nhìn này, la răng 5 chấu thể thao, lốp láp dày dặn đầy đủ cho em rồi. Giá chào bán là 258 triệu. 7 chỗ giá rẻ, em có Captiva nhé. Captiva đời 2007, động cơ trang bị 2.4. Em Hương đang bán là 215 triệu đây ạ. 215 triệu cho chiếc xe 7 chỗ ngồi, lên đèn bi salon, hỗ trợ trơn trượt đổ đèo đầy đủ cho em này. 215 triệu cho chiếc Captiva. Con chào dì Vũ Huế này. Bên đây thì 7 chỗ ngồi còn có Kia Carens nhé. Máy số thì cực ngon luôn. Cũng là 7 chỗ ngồi, bên ngoài nước sơn màu vàng cát. La răng 5 chấu dạng phay đầy đủ cho em rồi. Đời 2010 em Hương đang bán là 270 triệu. Cắt luôn 10 triệu đồng trên livestream trên một đầu xe cho bác nào quan tâm. Chốt trên livestream cho em cái giá đẹp luôn đi ạ. Em chào anh Trần Hoàng nhé. Cắt Kia Carens đây ạ. Kia Carens đời 2010 270 triệu. Còn nếu như thích màu đỏ mà form dáng hatchback nhỏ gọn hơn thì em còn có Kia Rio nhé. Sáng nay đã phun tiền một chiếc xe Kia Rio về Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương rồi. Thì bây giờ em còn có một chiếc xe Kia Rio nữa đây.
Nhà trước sau gì cũng 7 người, em lên xem tham khảo xe ô tô. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Nói chung là trước kia xe ô tô thì nó là một cái gì sang trọng và cái gì khó khăn. Chứ bây giờ ô tô nó chỉ đơn giản là một phương tiện đi lại thôi. Nó thay một chiếc xe máy, thay một chiếc ô, thay một chiếc áo mưa cho mình để đỡ phải đi áo nắng áo mưa. Đơn giản là như vậy thôi. Nên là hoàn cảnh gia đình, mục đích sử dụng như thế nào mình đều có thể mua ô tô được. Mình có tài chính ít thì mình mua xe 70-80 triệu, tài chính vừa thì mình mua hơn 100. Còn nếu như vợ chồng mình đã đủ điều kiện xây nhà các thứ rồi, chăm lo được cho hai bên ông bà, thì phương tiện đi lại cũng để giúp ông bà đi cùng với gia đình khám chữa bệnh đỡ phải mưa nắng ạ. Bên đây thì em còn có Kia Rio bản hatchback đây, động cơ trang bị 1.4 đời 2012. Em Hương đang bán là 340 triệu. Đèn bi salon có dải đèn led, đèn gầm cũng là đèn bi. La răng 5 chấu phanh ABS, đề lổ thông minh, cửa lock đầy đủ. 340 triệu còn thương lượng lọc ná thêm. Fortuner thì bên em có nhá, máy xăng 2 cầu và máy xăng 1 cầu, hơn 300 và hơn 400. Máy dầu đang về thì hơn 500, các anh nhé, quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em. Em chào anh Hưng, Bùi Văn Hưng ạ. Chào anh Trần Văn Chiêm ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em được không ạ? Quay lại Fortuner 2011, dạ đợi em một chút nha, em sẽ đi qua rồi em sẽ quay lại cho mình này. Ở đây thì em có Vios này. Vios đời 2010, động cơ trang bị 1.5. Giá rẻ giật mình luôn, cắt chân livestream còn 200 triệu tròn. Bán tải đây, bán tải thì em có bán tải Nissan Navara với nước sơn màu trắng đẹp. Nissan Navara có nước sơn màu trắng đẹp đây, đời 2017, nhập khẩu, giá chào bán là 535 triệu. Số tự động đẹp một cầu các bác nhé, có bán tải đây. Nói chung là đời nào thì giá tiền nào thì cũng đẹp thôi. Quan trọng là đời 2020, máy dầu thì nó rơi vào bao nhiêu tiền nhỉ? Suýt 1 tỷ rồi anh ạ. Nó không phải là tầm trăm nữa rồi mà nó gần đầm đời cao hơn rồi. Nếu chưa, nói chung mà mình mà có kinh tế thì mình cứ mua Fortuner máy đời cao. Ai cũng thích đời cao, nhưng quan trọng là tầm kinh tế của mình bao nhiêu để mua phù hợp với điều kiện, với túi tiền của mình. Không phải mua góp, cũng không phải mua với, nó đỡ bị mệt thôi ạ. Chứ còn ai cũng thích đời cao anh ạ. Bên đây thì em còn có Kia Morning màu đỏ nhá. Một dàn Kia Morning luôn. Kia Morning màu đỏ đời 2016, động cơ trang bị 1.2. Em Hương đang bán là 218 triệu màu đỏ này. Lên bộ la răng đẹp rồi, lốp rất là dày luôn. Nội thất bên trong cũng đồng nhất với màu sơn bên ngoài, kết hợp đen và đỏ với nhau. Một chiếc xe quá là nóng bỏng luôn. Nhưng bác nào với cái tính cách thích sự nổi bật thì em có màu đây. Vô lăng cũng vậy luôn nhá. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. Kia Morning màu đỏ đời 2016 em Hương đang bán là 218 triệu thôi ạ. Bên đây thì còn có bán tải này. Bán tải Ford Ranger số sàn. Đây là chiếc bán tải duy nhất số sàn hiện tại bên em Lê Hương ô tô Hải Dương nhá. Với động cơ trang bị 2.2, 2 cầu số sàn, em Hương đang bán chiếc bán tải 2013 này là 395 triệu. Một dàn lốp rất là dày dặn luôn. Bản này là bản 2.2. Số sàn đây ạ, chưa lên thùng đâu. Em này là vẫn là thùng hở này. Nhưng có màn hình giải trí cỡ lớn rồi, máy số thì ngon luôn. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Bên đây thì em còn về thêm rất là nhiều xe này. Nếu như mà xem Fortuner thì em sẽ quay lại Fortuner cho mình nhé. Em có Fortuner màu bạc và Fortuner màu đen. Em chào bác Nguyễn Ngọc Quý này, chào anh Lê Trà Giang này, chào anh Nguyễn Anh Tuấn này. Fortuner thì đây ạ. Fortuner đời 2011, máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp. Đèn bi salon biển Hải Phòng, nước sơn màu đen. Gương kính thì auto tự động cho em. Chiếc xe Fortuner này em Hương đang bán là 386 triệu. 386 triệu đời 2011, 2 cầu, máy xăng, số tự động đẹp. Đèn bi salon đầy đủ rồi, nhiều chế độ công nghệ option luôn. 386 triệu cho chiếc xe Fortuner nhá, đứng phải ngang với người em Hương. Dòng xe Fortuner này rất là cao to luôn. Rất là cao to luôn ạ, Fortuner đây ạ. Còn bên đây thì em còn có Accent này. Accent đời 2011, động cơ trang bị 1.4, số tự động đây. Accent máy số zin sơn zin đẹp. Giá chào bán là 345 triệu cho chiếc Accent của em Hương đây. Đèn halogen này, xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Chiếc Accent này trực tiếp em Hương đi mua của một bác chủ nhá. Bác đấy là bên chuyên giặt quần áo, giặt chân. Nhà nhiều xe quá, chật chỗ quá là bán đi.
Còn một chiếc Accent màu bạc nữa, nhưng mà hỏi không bán, bán chiếc màu đỏ của con gái thôi. Con gái đi nước ngoài nên bán chiếc màu đỏ thôi. Accent này, đèn pin salon đầy đủ rồi, xi nhan trên gương 345 triệu, màn hình giải trí có hết rồi. Accent của em Hương đây ạ, một dàn lốp rất là đẹp. Nếu như mà các bác muốn trải nghiệm Accent số sàn thì em Hương cũng có nhé. Accent đời 2018 số sàn biển 98 này. Đèn bi salon rồi, đại đèn nét rồi, xi nhan trên gương. Động cơ trang bị 1.4, em Hương đang bán là 416 triệu. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây. Màn hình giải trí đề lồ thông minh, túi khí an toàn đầy đủ nhá. Tổ hợp phím bấm nghe gọi, ghế da cao cấp luôn, 418 triệu. Chevrolet Aveo đời 2018, đời cao ngất ngưởng và giá rẻ này, 255 triệu cho chiếc xe Chevrolet Aveo. Động cơ trang bị 1.4 số sàn đây ạ. Bên đây thì còn có một chiếc xe i10 biển 37, i10 số tự động bản đủ đời 2015. i10 bản đủ đời 2015, giá chào bán là 328 triệu nhập khẩu nhá. Dàn lốp đẹp rồi, xi nhan trên gương, màn hình giải trí, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng ạ. Chào anh trai miền núi, chào bác Phan Hường này. i10 này rồi rồi. Còn ở đây là hai chiếc xe Isuzu máy dầu này. Isuzu máy dầu 140 triệu và Isuzu máy dầu 160 triệu đây ạ. Có Isuzu máy dầu cho mình nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Kia Morning thì em có 2016 này. Fortuner 2017 em tạm hết ạ, em còn 2013 và 2011 anh nhé. Kia Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.2, giá chào bán là 215 triệu màu xanh. Màu trắng cũng là đời 2016 và giá chỉ có là 215 triệu thôi ạ. Em chào bác Phương Hải này. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ bình luận phía dưới bài livestream ngày hôm nay của em. Kết nối Zalo cho em đi ạ, 0354602790. Bên đây thì em còn có Gentra nhé. Gentra đời 2008 này, xe hatchback 2 đầu mà giá chỉ như một chiếc xe máy thôi. Một siêu phẩm Gentra đời 2008 giá chào bán là 125 triệu thôi ạ. 125 triệu cho chiếc xe Gentra của em Hương. Chào anh Thơ Vũ này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được Hương được không ạ? 7 chỗ ngồi số tự động thì em Hương có Xpander nhé. Xpander đời 2020 số tự động form dáng mới đây. Nhiều công nghệ option cho em. 2020 Xpander số tự động, động cơ trang bị 1.5, máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng nhé. Điều hòa 3 vùng cho mình, ngồi hàng ghế nào thì cũng mát nhé. Nếu như mà đi vào đường kết hợp chỉ có tầm bao nhiêu lít nhỉ? 6 lít thôi. 5-6 lít thôi. Innova 2018, Innova 2018 em tạm hết nhé. Em có 2014 thôi. Innova thì em cứ làm tầm 2014-15 thì nó sẽ dễ bán hơn. Còn nếu mà đời cao hơn hẳn thì em sẽ làm với Xpander. Vì với cái tiền đấy các bác sẽ lại muốn một cái dòng xe đẹp cả ngoại hình, đẹp cả máy số. Nếu như mà anh quan tâm về Innova 2018 thì sao anh không thử trải nghiệm Xpander 2020 của em không được không ạ? Form dáng mới này 2020, hỗ trợ chống trơn trượt, máy eco siêu tiết kiệm luôn. Đèn pha đa chấu cho em nhé, nhiều mắt đa đèn này sáng cực kỳ luôn. 590 triệu còn thương lượng lộc lá thêm cho mình. Lúc vừa thì em còn về thêm một chiếc Vios nữa này. Một chiếc xe Vios đời 2011, nước sơn màu đen đẹp. Vios đời 2011 bản e xịt em Hương đang chào bán là 265 triệu. Động cơ trang bị là 1.6 nhá. Biển 14 này vừa mới về luôn, lúc vừa chưa có đâu giờ mới về đây ạ. Động cơ trang bị 1.5, xin lỗi này, Vios động cơ trang bị 1.5. 265 triệu cho chiếc xe Vios của em Hương. Còn Innova thì em có đời 2007, máy số zin tư nhân sử dụng, gốc Hà Nội, 240 triệu thôi ạ. Kia Morning giá rẻ thì có đời 2009 nhập khẩu đây ạ, 225 triệu. Halogen, đèn halogen, xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Và la răng hoa mai, số tự động mà chỉ có 225 triệu cộng với biển Hà Nội thì quá là hợp lý rồi. Em chào bác Nguyễn Soan này. Bên đây thì còn có một chiếc La City SE đời 2010, giá chào bán là 225 triệu bản nhập khẩu luôn ạ. i10 mà 195 triệu là cái dàn xe i10 hôm qua em đăng đây.
195 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương nhé. Còn em Hương còn về chiếc xe Kia Morning cơ. Chiếc xe Kia Morning màu trắng kia, đời 2011 mà giá chỉ có 218 triệu thôi. Nếu mà nói về giá thì giá quá là thơm luôn. 218 triệu vừa mới về đây ạ. Bác chủ để cho em Hương một chiếc xe quá là ok. Số tự động 218 triệu đời 2011 nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em Hương còn có Tucson đây ạ. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp. Giá chào bán chỉ có hơn 400 thôi. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Tucson đời 2011 nhập khẩu. Đời 2011 các bác nhá. Giá chào bán là 455 triệu. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Có lẽ chiếc Tucson này sẽ là chiếc cuối cùng trong buổi báo giá ngày hôm nay, để khép lại một buổi báo giá ngày hôm nay của em Hương nhé. Em xin phép vào văn phòng thôi ạ, để em sẽ gửi lời chào tới khách hàng nhà mình. Lắng quá ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những bác nào mà quan tâm mẫu xe nào thì nhấc máy số điện thoại cho em nhé. Số hotline của em là 0354602790. Nhấc máy lên thì để được em Lê Hương tư vấn ạ. Chào bác Nguyễn San nhé. Kết nối Zalo cho em để em sẽ tư vấn cho mình. Cảm ơn bác Trần Gia Thắng nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Số hotline em đã ghim ở đây rồi, 0354602790. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày làm việc hiệu quả nhé. Ngày mai là cuối tuần rồi, có những buổi cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Đừng quên ngày mai 11:30 các ngày thì em vẫn sẽ lên sóng và báo giá nhiều dòng xe đang được chào bán bên em nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.